Sau giờ làm việc thì tối hôm nay tại thư viện Bát Nhã chúng con cũng có một cái khoảng thời gian thư giãn rất là thoải mái, và cái không khí ở nơi đây se se lạnh, mát mát, rồi cùng ở bên đống lửa thì mọi người sẽ nướng khoai, nướng bắp toàn ten ở võng đây, có đàn guitar. Tụi con muốn hòa mình vào thiên nhiên để có một cái chút kỷ niệm gì đó khắc dấu ở tại nơi này bằng một ca khúc thật là êm dịu. Soi sáng dẫn lối cứu độ muôn loài, mà vì lòng ta thờ ơ, ai ô si mê phù mơ, đường vàng chân đi đón chờ, còn mình cứ mãi mộng mơ, chọn con đường vương sầu nhớ, ngủ vui thân tâm sáng sơ, Phật độ mà sao không thấy, cứ mãi mê lầm đắm chìm. Lời kinh thiêng dần xa, chẳng biết đâu là tránh ta, để rồi Phật đang rất gần, mà mình cứ ngỡ thật xa, để cho tình thương vụt qua vội vàng. Ngày mình vui trong êm ấm, chẳng nghĩ ơn này gió phần, vậy mà sao trong niềm đau, cứ không than kêu trách phần. Kìa hồi chuông vang tiếng dài, nguyện người tình giấc mộng say, tìm quay về nơi bờ xa, một lòng đường tu bước đi, Phật là bậc thầy cao quý, thế giới muôn loài tôn thờ, lòng thành người ca ngày đêm, với trái tim không bến bờ, nguyện người xin chớ hững hờ, tìm về tranh pháp vẹn nguyên, dâng đời bao lời ca thiện lành. Mát quá.